Tiếp tục với anh chị, hôm nay Pháp Anh lại chia sẻ cho anh chị thêm một chiếc xe, một cái dòng gọi là gầm cao máy khoáng, và cái xe mà gọi là Outlander, cái xe mà rất là nhiều anh chị đã hỏi Pháp Anh trong mấy tuần trước. Thì thực sự với anh chị là mấy tuần trước là có, nhưng mà mình chưa kịp quay lên thì đã bán mất tiêu rồi. Thì hôm nay Pháp Anh có nói em Quý là để anh quay trước cái đã rồi bán sau. Thì bây giờ mình cùng đi ra cái xe Outlander như thế nào ha. Đi Quý dắt anh ra coi xe Outlander. Thôi. Đâu mà thắng nữa. Lần sáng đâu đấy. Rồi, mình sẽ cho anh chị xem. Trời, cái xe gì mà nội thất gì mà có cái màn hình to vậy? Chỗ nhà người ta đổ lên á. Màn này màn xịn luôn nè. Rồi, màn hình xịn luôn. Này có sim luôn luôn la này. Nổ máy cho nó mát hả? Đang có mấy lần. Xe này đời nhiêu em? 2012 anh. 22. Có tùm lum đồ chơi hết, gương cặp điện luôn. Rồi bây giờ em quay sơ cái phần nội thất cho khách hàng xem một chút xíu. Đó, anh chị nhìn thấy cái nút vô lăng không? Những cái nút và cần số này, và cái vô lăng này, quay cái vô lăng quay sát luôn. Đó, anh chị nhìn thấy cái vô lăng không? Còn rất là đẹp nè. Nó cái này nó còn nguyên. Km là 12.000 ha, 12.000. Sai rồi. 121.000 ba ơi. 12.000. Rồi. Vô lăng rất là đẹp. Đó, xe thì anh chị nhìn thấy mấy cái núm vô lăng và những cái chức năng ở đây là còn rất là sạch ha. Rồi, còn rất là nguyên. Thì trần này thì có còn nguyên mấy cái này nè. Mấy cái Outlander này rất là nhiều bà con tìm mua. Trần này bằng nỉ nha anh chị, bằng nỉ, dòng xe là 7 chỗ ngồi nha. Và cái đồ đi chân anh chị còn thấy còn mới tinh ha. Ra ngoài thì mình nhìn thấy những cái góc cạnh của xe anh chị nhìn thấy còn rất là zin luôn. Rất là đẹp. Đây, chạy dài theo cái tấm bi cánh cửa ha, rất là đẹp luôn. Nó còn gì nữa. Xe này thì dòng này thì nó chưa có lên những cái bệ gì đâu ha, nó còn đang còn nguyên mấy cái tem không biết gì đó tùm lum hết. Rồi mình đi đằng sau đi. Xe này vừa mới về chưa dọn gì luôn nè, mình muốn quay luôn. Tại vì mấy hôm nay khách hàng đến mua xe rất là nhiều, tìm mua xe rất là nhiều. Nhiều chiếc nhiều khi vừa mới lấy về xong khách hàng tới coi xe không được xe này, cái chốt luôn xe kia, cho nên là xe này phải anh kêu thôi. Xấu xấu quay đại đi khách hàng ví dụ như thích thì ai chốt cọc xong rồi mình dọn rồi mình bao giao. Tại vì cái cách bên mình làm á là bên mình bao giao, và ví dụ như bên mình giao hoặc là bên anh chị cọc. Ví dụ như là anh chị ở xa, ví dụ như anh chị thấy cái xe này đẹp, anh chị thấy cọc, cọc xong rồi Pháp Anh cũng trả đủ, chứ không phải là như những chỗ khác anh chị cọc xong là mất cọc ha. Đó là cái cách của mình. Đó là xe, anh chị nhìn thấy cái phòng này rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Mình sẽ đi ra cái phần này trong anh nhìn thấy nó là cái đèn á. Rồi, xe này nói chung là chủ họ đi họ giữ kỹ cho nên là cái chất xe còn rất là đẹp. Xe này như là mình bán ra cách đây cũng mấy tháng, bây giờ khách hàng cũng bán lại cho mình. Đồ nghề bên trong còn tùm lum hết, chỉ còn zin nguyên á. Rồi mình tiếp tục mình đi vòng ra phía bên này ha, để mình xem. Rồi. Cái vỏ xe này thì cái vỏ này anh chị nhìn thấy không, vỏ nó còn khoảng 90% luôn. Mâm thì được sơn đen đẹp ha. Nước sơn này thì còn mới nguyên nha anh chị. Sơn còn zin nguyên à. Cái dòng Outlander này thường thường là nó rẻ. Tại sao mà nhiều người tìm mua cái dòng này là do nó rẻ và nó đẹp nữa. Anh chị nhìn thấy như con Outlander này, con Outlander này thì cũng bán mất tiêu đó. Xe đang còn bày hầy mà khách hàng mua mất tiêu rồi, bán rồi. Xe này thì đẹp. Nói chung là cái những cái dòng như thế này á thì rất là nhiều người tìm mua, là do thay vì anh chị đi mua những cái dòng này mà xe Innova thì anh chị mua phải 200 rồi, thì cái này nó cũng hơn 200 là đã có xe rồi. Đó là vậy.
cho nên là rất là nhiều người mua là gì vậy. Anh chị hãy đi ra vòng lên cái cabo chút xíu ha, nhìn thấy nhìn cabo này, máy nè, xe này hết đăng kiểm tháng 4 năm 2022 ha, máy nè đang còn dơ giấy luôn, chưa có đụng cái gì hết. Xe này bán ra bao nhiêu quý? Này tầm 270 mấy triệu anh. Ừ, 270 mấy triệu. Nách mình nhìn những cái nách cửa ha. Ừ. Mấy cái nách của cabo đầu. Cabo này cabo rin luôn, chưa bung luôn ha. Nắp bên này còn nguyên. Mẹ na này nói đời nhiêu em? 2012 ha, đời rất là cao luôn. Ở đây là cái ốc cabo còn zin nguyên ha. Đó phần đầu nè. Máy thì keo ha. Cái máy thì người ta có làm mà không biết làm cái gì mình không biết, nhưng mà trước mắt là bây giờ cái máy rất là ok. Xe này anh em mua thì cái máy bảo hành cho anh em 3 tháng ha. Riêng về cái máy rất là đẹp luôn. Rất là đã luôn ha. Chiếc xe này thì hiện là đang có mặt tại Sài Gòn, và anh em muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại 077-5522, số điện thoại 0988-111-554 để gặp trực tiếp anh em bộ phận bán hàng để tư vấn cho anh em cái xe này ha. Xe này thì nếu mà mua cái xe này mà thay vì đi mua Innova thì nó không đẹp, nhưng mà cái này mình thấy rất là đẹp. Đó là cái theo cái cách nhận biết của mình. Cái xe kia là bán rồi hay sao quý? À bán rồi hả? Xe đó là số tự động à? À 26 luôn. Nó là bản full cao nhất mà. Đang rút hồ sơ cho khách hả? Xe này mình chưa quay lên đúng không? Chưa. À, chưa quay bản mục tiêu nè. 26. Cho nên là anh chị thấy không? Những cái xe mà bên mình là nhiều khi chưa kịp quay lên mà đã bán mục tiêu rồi, cho nên là mình mới nói là thôi, hôm nay mình đang có dịp và rảnh thì ví dụ như qua bên bãi mình có cái xe nào mà mình cảm thấy mà được hay đẹp đẹp mình quay luôn. Để cho anh chị ví dụ như là đang có cái sở thích hoặc là thích muốn mua thì cứ liên hệ nha. Thôi Phan cũng xin chào, hẹn gặp tất cả bà con với những clip tiếp theo. Và Audio này hiện đang có mặt tại Sài Gòn, và anh em muốn mua cứ liên hệ số điện thoại 0988-111-554 hoặc số điện thoại 0777-5522, gặp trực tiếp anh em nhân viên tư vấn cho anh chị và chiếc Audio này nha. Thôi Phan cũng xin chào, hẹn gặp bà con nha. Bye bye.